mùa này á là không có rau cải gì nhiều mà cô chú. Mấy cái bông cải này mùa này á là nó lên hoa như thế này ăn không được nữa rồi. Cao như thế này là nó rất là dai. Mùa này thì chị ăn được bắp cải nè. Thì cái đó là xào mai. À, dẫu sai. Đây là anh họ của Vương Lan chồng không bà cô chú. Còn đây là anh họ chồng tỏi nè. Còn cái cây rau bữa hôm Lan nói đó ông bà cô chú, mà mọi người cứ tưởng đâu là đó là cái cây bồ công anh. Thì bây giờ nay Lan cho cả nhà xem nè. Cái cây này nó như thế này nè, đó, bông nó như thế này nha. Nó không phải là bồ công anh mọi người. Đó, nó như thế này nha. Mọc rất là nhiều luôn. Cái này là dẫu mai sai nè, rất là ngon. Cũng có thể gọi là tiếng vua ông bà cô chú. Cái này là tiếng vua ăn lá. Có tiếng vua ấy nữa. Vậy đây là ông anh họ là anh chồng cải bó xôi ông bà cô chú rất là nhiều luôn. Đây, hẹ anh chồng nè, anh chồng anh cắt anh bó luôn. Rất là nhiều mà. Hẹ chồng tới cắt bỏ luôn, bắt cắt bỏ cho lên lại ông bà cô chú. Đây là hẹ anh chồng. Rồi ảnh trồng bắp cải này kia nữa. Còn cái này là rau đất nè. Rau gừng bữa hôm Lăng hái nè. Bây giờ nó ra trái rồi đấy. Nó lên hoa kiểu này là ăn hết ngon rồi. Già rồi. Sáng ảnh ra đây để cắt ít cỏ nè. Để bắp cải ảnh trồng. Ảnh cắt hết rồi. Còn có mấy bắp anh cắt hết rồi, hình như là đây còn cái bắp nhỏ nè bà cô chú đó. Anh trồng rất là tốt. Này thì cái này thì chắc ông bà cô chú cũng biết rồi. Đây là hoa cải dầu. Hoa cải. Hoa dầu ép dầu ông bà cô chú. Anh trồng rất là nhiều. Còn phía bên đó thì cỏ nha, phía bên đó thì không ai trồng. Hôm nay thì Lan có mua mấy cây đầu tiên đó ông bà cô chú, đem qua bên nhà anh họ cho anh họ trồng. Này, cây này là cây đầu tiên nè. Lan mua 3 loại nha ông bà cô chú. Có loại đầu tiên đỏ, rồi đầu tiên trắng và một loại là đầu tiên vàng. Lan mua 3 loại. Ta bu chẳng đông xi chứ khang su. Chẳng 懂了吧？我懂了。 Ở đây thì dùng đất Hồ Bắc này á thì chỉ có trồng quýt hoặc là trồng đầu tiên á, rồi trồng cây táo một cô chú, cây bơm ở trong miền Nam gọi là cây bơm, ở ngoài Bắc gọi là cây táo, chỉ trồng được mấy loại cây đó thôi. Chỉ trồng cây bưởi á, nè, cũng cây bưởi cũng có trái nha. Trái nó như thế này nhưng mà ăn không có được, nó sẽ có cái vị rất là chua và nó đắng đắng nha, không ăn được. Ảnh chồng à, ăn không có được rồi. Không ai ăn hết, bỏ đây rồi mà cô chú. Lan chào ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thì Lan với Bảo Sinh đó đi bắt mà gà gừng chim gừng nè ông bà cô chú. Đại Bảo Sinh. Hi, con chào bà cô chú. Nghe chị gào gì nè hậu. Phê đi, thay nó phê đi. Hôm nay thì mình sẽ đi bắt gà gừng chim gừng nha cả nhà. Xem là bắt được bao nhiêu nha. Có cả vịt gừng nữa. Ở đây thì bắt được rất là nhiều luôn, hoặc là chồn này kia mình cũng có thể bắt được á ông bà cô chú. Và bắt luôn cả cái con gì hồi đó là Lan với Bảo Sinh là có bắt cả cái con mau thủ dinh, là cái con cú mèo ông bà cô chú. Nhưng mà cái con cú mèo thì không ăn được nha, mình lén mình ăn được á, ăn thì được, còn không
Còn bắt thì nên bỏ, tại vì là cái con đó là nhà nước đang bảo vệ động vật, các ông bà cô chú. À da. Cây dao đi thì có anh họ theo nữa, tại vì Lan lúc trước thì đi bắt mấy cái con này nè, hoặc là đi xịt cá đây kia thì cũng có hay có anh họ đi cùng. Để coi ông ngoài này có cái gì ăn được ấy, mình sẽ nhặt về một ít. Đây là quê chồng Lan, mấy cái vườn màu vàng đó, vườn hoa màu vàng đó, toàn là hoa dầu không ông bà cô chú, rất là đẹp. Giờ mình lội lên trên rừng. Bắt cái con này là rất là cực ông bà cô chú. Ở trên đều hai cái cây chà bá lửa nè. Đó. Nhưng mà nó vẫn còn ngắn nha cả nhà. Chết là hậu thôi đâu cô. Đâu có. Bây giờ thì bắt đầu là làm bẫy nha bà cô chú. Trước khi mà mình bắt được mấy cái con chim rừng gà gừng thì mình sẽ làm bẫy trước, rồi mình sẽ bắt, sau đó thì mình sẽ giăng bẫy, coi là hai anh chàng Trung Quốc này người ta giăng bẫy như thế nào nha cả nhà. Đào đất lên đó, giờ cắm cái cọc này xuống để giăng bẫy. Cái này rất là cao rồi. Ở đây thì rất là nhiều ổ chim không bà cô chú. Ổ chim rất là nhiều. Cho nên là anh họ mới đi lên đây để bắt. Ở trên cây mà cái cục đen toàn là tổ chim không không bà cô chú. Phía bên đây nữa. Thà vì nó chẳng có phí. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái dây này mình cột để mình
ấy nó lại không có là nó sẽ bị đổ không mà cô chú, gió lớn nó sẽ đổ. Do là đất của họ xới lên để chuẩn bị trồng đồ, do là mình đạp lên á, cho nên bây giờ mình lắp lại cho người ta đó ông bà cô chú. Bây giờ thì mình đi về thôi ông bà cô chú. Tối nay đó thì Lan với Bảo Sinh á sẽ đi lên đó thăm, cùng anh họ đi lên đó thăm. Bây giờ về, sáng ngày mai thì Lan sẽ cho ông bà cô chú mình xem kết quả nha. Trên đi. Ở đây giống như là ruộng bậc thang ông bà cô chú, nó có từng bậc như thế này nè. Đó, dưới này là ruộng, trên này là ruộng, nó có từng bậc. Tại vì ở phía trên này là đồi mà, cho nên là ruộng thì người ta phải trồng theo từng bậc như thế này á mới có nước ông bà cô chú. Khu vực đó là khu vực nhà Lan đó ông bà cô chú. Còn giờ thì tụi em làm được có là bao nhiêu đây rồi nè cả nhà. Cái cửa đó, đó chưa có lắp vô được, do là bây giờ thợ cửa người ta còn đang lắp ghép cái cửa. Ở đây á thì tụi em ấy là hết trơn rồi, chuẩn bị á là chuẩn bị cái chỗ này nè ông bà cô chú. Khô á thì bắt đầu là tụi em sẽ đập ra nha cả nhà, đập ở dưới này bỏ. Sáng giờ thì ra cùng với Bảo Sinh đi bắt chim, bắt gà gừng đó. Về mình mới làm bẫy ra ông bà cô chú. Thì làm bẫy thì mình phải tới ngày mai thì mình mới biết là mình có bắt được chim hay là bắt được gà gừng không nha. Bây giờ thì Lan sẽ nấu cho anh Bảo Sinh là cái món, nói chung là cũng không lạ gì với ông bà cô chú. Đây là gọi cái món bánh cuốn ô cả nhà, bánh cuốn nha. Đó, khi mà đi đặt bẫy với anh xong thì về là Lan phụ tiếp ảnh là làm nhà xong rồi thì bây giờ là quay quanh là bánh cuốn. Thì hôm nay thì nguyên liệu của Lan là chuẩn bị cũng không có nhiều. Mấy cái này thì Lan nhờ anh họ đó đi ra ngoài chợ sẵn đó thì ghé mua cho Lan luôn nha. 1,3 tệ. Cái này là rau xà lách. 1,3 tệ cải xà lách. Khoảng 5.000 từ Việt Nam mình nha. 1,1 tệ. Giá đỗ khoảng 4.000 từ Việt Nam mình. 4.000 mà một đống luôn mà cô chú, rất là nhiều nha, giá đỗ bên này rẻ lắm. Rồi đi mua thêm một ít dưa leo, cái củ cải cà rốt,
Còn thịt á thì nhà Lan cũng là thịt có sẵn luôn mà cô chú này. Thịt bữa hôm Tết người ta biếu đó. À, bây giờ thì đem ra mình giả đông là được. Còn ở đây thì cũng là một bịch bột. Cái này thì để coi tới ngày nào mới hết hạn nha cả nhà. À, để Lan coi coi ngày nào hết hạn. À, ngày 15 tháng 6 2024 là hết hạn nha. Thôi bây giờ thì mình ăn đi. Cái này còn hơi lâu nhưng mà đây ăn đi, tại vì cũng lấy ra một ít rồi ăn một cô chú. Trước tiên thì Lan để tháng 6 bây giờ cũng tháng 34 rồi. Nếu mà để quay lại là quên đó bà cô chú, là nó sẽ hết hạn luôn. Bây giờ thì mình sẽ lấy một ít nấm mèo. Lan ngâm bằng nước nóng nha cho nó nhanh nở. Lan vừa làm Lan vừa tiếp mẫu sinh ông bà cô chú. Bây giờ thì Lan sẽ gọt cái này ra để tí nữa mình làm nước mắm. À, bảo sinh xay á thì ảnh có đồ nghề, cái máy này mới mua lại đó ông bà cô chú. Có một miếng bột à. Nhưng mà một miếng này làm ra nhiều lắm đó cả nhà. Không biết làm nhưng mà có ăn là được. Hiện tại là 17:16 là giờ Việt Nam ông bà cô chú, ở bên đây là 6:16 cả nhà. Ở bên đây thì có cái gì làm lấy nha ông bà cô chú. Đó, đây là ok rồi nè cả nhà ơi. Chắc có cậu trước hai tao cua đi xe chén nhé. Cua chén. Cua chén chưa rồi. Chưa chưa rồi rồi nè. Đây à. Chả chi hả? À? Mình làm nhà mình ăn mà, cho nên là mình làm nhân nhiều nhiều. Cũng không có tốn tiền nhưng mà cô chú. Nó có sứa đi. Cô phong này. Ừ, không em phải. Wow. Wow, cái này hảo. Cái này phải phong điểm dầu, phải không? 对，但是我要了。哎， bây giờ nói chung là mình phải bỏ thêm một miếng mỡ heo. Cái máy hấp này thì nó sẽ làm bánh ra thì nó sẽ rất là dày ông bà cô chú, nó sẽ không có giống như là ở Việt Nam của mình mà cuốn mỏng được. Đó, ok rồi ha. Bây giờ thì sẽ bỏ thịt vô. Dạng gòn hết.
Lan vừa làm bánh cuốn, xong rồi quay qua, Lan nấu bữa cơm tối cho Bảo Sinh nè. Cả ngày bận rộn thì bây giờ nấu bữa cơm tối. Nhưng mà bây giờ thì không phải là mùa, mình mua nghịch mùa cho nên là nó mắc. Ra có cá, trong một con chút cá này thì ra làm sạch sẽ hết rồi. Chắc là xả luôn, chắc là nghiệp luôn. Hai con chào bà cô chú ăn cùng. Lan mời ông bà cô chú ăn cơm nha. Hôm nay thì Lan có làm bánh cuốn nóng nè. Còn cái món này là món củ sen hôm qua, bữa nay mình đem ra ăn cho nó hết rồi mới làm món mới. Này chứ. Chứ này chứ. Bây giờ được gì nữa. Sáng đi ra, nguyên là không quay đâu. Chị ăn được cơm. Đó. Bà con chơi ăn. Ủa chị đi ăn sáng tổ bộ lộ. Sáng đi cái giáng. Ủa chứ, bà con chơi ăn nè. Giáng gì.这样，我再放几张，怎么着？我放这样，这样，还这样，哈。你过来的。你起来，你讲。好吃，好香。好搞一点就行了。啊，等一下，等一下，等一下。现在还可以，好香。可以，好吃。是你老婆，你的豆腐烹调知道不？哎，我已经结婚了，来按我了。对对对的。那一会儿我来做酱，老师那给他让我弄把锅煮。 咦，好吃，好吃，我吃不完了。好吃，你们分，你再吃，我吃光了。来，这，我把这半个带去。你有多胖的酱？你看，那么有七八个。来，你看它，是少的，它不是多的。啊，咸湿的。我咸鸡，我咸鸡没吃。你多胖的，这个酱都蛮好吃的。我来。嗯嗯，冷吗？ 哎呀，这个萝卜丝应该多放点，好吃。Hôm nay thì bữa cơm tối nhà Lan rất là vui nha. Bảo Sinh lâu quá không ăn lại nước mắm ông bà cô chú. Xong rồi thấy nước mắm cay lại nhợn nhợn. Nhưng mà anh họ la ảnh á ông bà cô chú. Anh họ bảo Bảo Sinh là Lan là vợ, cho nên Lan làm cái gì á thì Bảo Sinh cũng phải cố gắng và mà ủng hộ. Và một ngày làm việc của Lan và Bảo Sinh á đến đây thì xin được phép được tạm dừng rồi. Ngày mai Lan sẽ cho ông bà cô chú anh chị xem Bảo Sinh và anh họ bẫy được bao nhiêu chim nha. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều.